Và vừa rồi thì quý vị cũng thấy được là quán quân của chúng ta sẽ nhận được rất nhiều các giải thưởng có giá trị. Và tiếp theo là một món quà mà tôi muốn gửi đến cho ba thí sinh ngày hôm nay và cũng như là tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại đêm chung kết ngày hôm nay. Khi có mặt tại mùa All Star, tôi muốn các bạn có thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời và thật nhiều kỷ niệm. Mời các bạn hướng lên màn hình. Hãy đón nhận món quà từ chúng tôi. Bất ngờ chưa Kim Du? Thật sự là hiện tại TD đang ở dưới nhà. Trang và Kiki đã trốn lên đây để có thể gửi TD một cái message rất là đặc biệt. Khi xem được clip này thì đừng có khóc. Em biết là rất là dễ xúc động nhưng mà đừng khóc. Hôm nay em chúc chị Dung đại diện cho phòng của chúng ta giành ngôi vị quán quân, ngôi vị cao nhất của chương trình All Star. Năm All Star này đối với Tràng My thì đã là một năm mà sóng gió bão bùng rồi. Và sau mưa bão thì thường nó sẽ có cầu vòng. Và hy vọng là cái cầu vòng này sẽ là cái điều may mắn đối với Tràng My ở đêm chung kết. TD sẽ là quán quân ở trong lòng của Team Sang cũng như tất cả các quý vị khán giả đang ủng hộ chị. Em luôn luôn là quán quân trong lòng của anh. Dù cho kết quả thế nào thì quán quân trong lòng Cao Ngân, trong lòng nha, là Kim Dung. Bóng đi lâu thì cũng sốt ruột, lo lắng lắm bởi vì sức khỏe của Bóng thường ngày đã không ổn rồi, cho nên là bà rất lo lắng không biết là con đến đấy là con ăn uống ra sao, có giữ gìn được sức khỏe hay không. Đi ở nhà, bố thấy con thực hiện các thần đi rất giỏi, bố rất tự hào về con. Khi thấy 2 tuần con được 2 tấm hình đẹp nhất, bố rất phấn khởi. Bố mong con cố gắng giữ sức khỏe để làm tốt hơn nữa. My à, cháu cố gắng giữ gìn sức khỏe để đạt được thành tích cao. My ơi, hãy là chính mình và tỏa sáng. Yêu em. Mẹ không vào được, con cố gắng lên nhé, giữ gìn sức khỏe. Bóng ơi, đêm chung kết thì bà vì hoàn cảnh mà không đến để tham dự cùng con được, thì con cứ cố gắng lên, cố gắng thi thật tốt và chúc con thành công đạt được mong ước của con nhé. Chúc cơn đêm nay thật là tỏa sáng và thể hiện hết khả năng cũng như là năng lực của mình. Tìm sang, tìm sang, tìm sang. Mi ơi, cố lên. Tôi rất là hy vọng các em yêu thích món quà này. Trước khi đến với giờ phút vô cùng hồi hộp và vô cùng quan trọng của ngày hôm nay, tôi muốn có đôi lời chia sẻ với ba em. Đối với chúng tôi thì các em đã là thực sự là những ngôi sao và những quán quân thực sự. Bởi vì đến với chặng đua ngày hôm nay thì các em đã trải qua rất nhiều thử thách. Và khi các em bước ra khỏi mùa All Star, các em hãy ngẩng cao đầu. Và các em đã làm được rất nhiều điều mà ít ai có thể làm được. Một trong ba em sẽ đoạt giải quán quân ngày hôm nay. Nhưng đối với tôi, cả ba em đã là quán quân. Và đây mới chỉ là khởi đầu. Và sau chương trình này, khi các em đoạt giải rồi, thì điều quan trọng là các em làm được gì cho bản thân, làm được gì cho gia đình mình, và đóng góp được gì cho xã hội. Đó mới là điều quan trọng. Chúc các em thành công. Và quán quân của chương trình Người Mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model 2017 mùa All Star là... Xin chúc mừng
trở thành quán quân của chương trình Người Mẫu Việt Nam. Việt Nam Dance Star Model năm 2017, mùa giải All Stars. Xin mời các thành viên trong ban giám khảo sẽ cùng chia vui với niềm vui của quán quân. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, như vậy là tất cả chúng ta đã